cà phê trồn, bà con ta biết hết không bà con? Cà phê trồn rất tốt cho những người uống cà phê, nhưng mà riêng có một số người thế này, vui lòng đừng uống cà phê trồn. Uống vào chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và chỉ xấu đi cho sức khỏe. Đó là những người bệnh co giật, những người có bệnh thận, người uống rượu, người say rượu, người dị ứng, người bị tiểu đường. Không nên uống cà phê trồn, uống vào thì nó xấu đi cho sức khỏe và bệnh của mình. Cho nên vui lòng đừng uống là những người bị co giật, những người bệnh thận, người uống rượu, say rượu, người dị ứng và người bị tiểu đường. Ngoài ra cà phê trồn nó tốt vô cùng cho sức khỏe bà con ạ. Nó làm ngăn ngừa được bệnh cao huyết áp, xơ vữa được động mạch, giảm lão hóa, người minh mẫn lên, trẻ trung hơn, tốt cho cơ thể, tốt cho ung thư gan, tốt cho da, tốt cho cổ tử cung phụ nữ, người lớn tuổi, bà bầu, xương khớp, đột quỵ, sa sút, trí tuệ là nó làm được tốt đó bà con ha. Đó là cà phê trồn, nhưng mà không nên uống quá 2 ly một ngày. Nam giới, nữ giới, các buổi thì chỉ một ngày một ly. 2 ly một ngày đối với nam giới, 2 ly một ngày đối với nam giới, nữ giới và người cao tuổi thì uống một ly một ngày. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Nào nào, xin chào.